chào các em. Cô tên là Hoàng Thị Hương, giáo viên trường trung học phổ thông tiên nữ. Chào mừng các em đến với chương trình dạy học trên truyền hình do Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên kết hợp với Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên sản xuất. Ở bài trước, các em đã tìm hiểu bài 30 năm môi trường sống và các nhân tố sinh thái. Trong bài đó, các em đã tìm hiểu về ảnh hưởng của môi trường và nhân tố sinh thái đến sinh vật. Và qua đó, các em đã phân biệt được giới hạn sinh thái và ổ sinh thái. Trong bài hôm nay, Kem tìm hiểu ở cấp độ cao hơn cấp độ cá thể, đó là cấp độ quần thể. Vậy quần thể là gì? Và các cá thể trong quần thể có mối quan hệ với nhau như thế nào? Kem cùng tìm hiểu sang bài 36, quần thể sinh vật và các mối quan hệ trong quần thể sinh vật. Nội dung của bài 36 gồm hai nội dung chính. Nội dung thứ nhất là quần thể sinh vật và quá trình hình thành quần thể. Nội dung thứ hai là quan hệ giữa các cá thể trong quần thể sinh vật chúng ta đi vào nội dung thứ nhất, quần thể sinh vật và quá trình hình thành quần thể. Trước tiên, Kem trả lời câu hỏi, quần thể sinh vật là gì? Để tìm hiểu được cái khái niệm quần thể sinh vật thì Kem cùng theo dõi một số ví dụ sau. Ví dụ thứ nhất, tập hợp tất cả những cây thông thuộc cùng một loài trên một quả đồi được gọi là quần thể cây thông. Ví dụ thứ hai, tập hợp tất cả những con chim cánh cụt ở phân bố một trong một khu vực nhất định được gọi là quần thể chim cánh cụt. Ví dụ thứ ba, tập hợp tất cả những con trâu rừng trong một đàn trâu rừng được gọi là quần thể trâu rừng. Ba ví dụ này đã có ở trong sách giáo khoa, các em có thể tham khảo thêm hình vẽ ở trong sách giáo khoa. Chúng ta đến với ví dụ thứ tư, đó là tập hợp tất cả những cây sen ở trong một tập hợp tất cả những cây sen hồng ở trong một đầm sen ở huyện Kim Động được gọi là quần thể sen hồng. Ví dụ thứ năm, tập hợp tất cả những con ong trong một đàn ong mật ở huyện Văn Giang được gọi là quần thể ong mật. Và ví dụ thứ năm, ví dụ thứ sáu là tập hợp tất cả những con gà bán ở chợ thì ví dụ này rất là đặc biệt. Ở cái chỗ đó là năm ví dụ trên đó là những ví dụ về quần thể sinh vật, còn ví dụ cuối cùng đây không phải là quần thể sinh vật. Vậy thì không phải tập hợp những cá thể nào cũng được gọi là quần thể sinh vật, nó phải thỏa mãn một số điều kiện nhất định. Vậy là những điều kiện nào? Thì chúng ta sẽ từ những cái ví dụ về quần thể, chúng ta sẽ phân tích để rút ra được kết luận về những cái điều kiện để trở thành một cái quần thể sinh vật. Thì các em quan sát ở cái ví dụ thứ nhất. Các em quan sát cái ví dụ đây tất cả những cái cây sen hồng ở trong một cái đầm sen ở huyện Kim Động được gọi là quần thể. Bởi vì ở đây các em thấy là gồm cái, cái điều kiện đầu tiên cho thấy đó là tất gồm tất cả những cây sen hồng như vậy không phải là một cây mà gồm nhiều cây và ở đây cô nói rõ là cây sen hồng tức là những cây này chúng ta đang xét phải là thuộc cùng một loài như vậy điều kiện đầu tiên nó phải là tập hợp những cá nhiều cá thể thuộc cùng một loài và điều kiện thứ hai là chúng cùng phải sinh sống trong một khoảng không gian và thời gian xác định cô lấy ví dụ như là các cái con ong mật ở trong cái đàn ong ở văn Giang này thì nó phải cùng sinh sống trong một khoảng không gian và một thời gian để chúng tác động qua lại với nhau, từ đó hình thành mối quan hệ sinh thái với nhau và với môi trường. Và lúc này nó thích nghi với môi trường thì lúc đó mới được gọi là quần thể. Như vậy cái điều kiện thứ ba là nó phải có khả năng sinh sản để tạo ra thế hệ mới, duy trì được nòi giống qua các thế hệ. Và những tập hợp những cá thể mà đủ thỏa mãn ba cái điều kiện này thì được gọi là quần thể sinh vật và nó chỉ cần thiếu một trong ba điều kiện này thì không được gọi là quần thể sinh vật và chúng ta trở lại với cái ví dụ thứ sáu. Chúng ta giải thích tại sao tập hợp tất cả những con gà bán ở chợ phố cao ở huyện phù cử lại không được gọi là quần thể sinh vật. Mặc dù nó thỏa mãn điều kiện thứ nhất là tập hợp nhiều cá thể, tức là gồm nhiều con gà và có thể nó thuộc cùng một loài. Thứ hai là cùng sinh sống trong một khoảng không gian và thời gian. Tuy nhiên ở trong cái điều kiện ở trong cái lồng bán ở chợ thì nó không thích nghi được ở cái môi trường như thế này và nó không có khả năng sinh sản để duy trì nòi giống qua các thế hệ và như vậy nó không thỏa mãn điều kiện thứ ba cho nên tập hợp những con gà ở trong cái lồng bán ở ngoài chợ ở phố cao không được gọi là quần thể như vậy quần thể là gì và từ đó chúng ta phát biểu được khái niệm quần thể quần thể là tập hợp những cá thể thuộc cùng một loài cùng sinh sống trong một khoảng không gian xác định tại một thời điểm nhất định và có khả năng sinh sản để tạo thành các thế hệ mới. Vấn đề tiếp theo là cái quá trình hình thành quần thể diễn ra như thế nào? Thì chúng ta sang phần 2 nhỏ quá trình hình thành quần thể. Quá trình hình thành quần thể có thể diễn ra theo nhiều con đường, nhiều cách thức khác nhau. Ở trong chương trình thì cô giới thiệu với các em một cái con đường phổ biến nhất. Đó là bắt đầu từ một cái quần thể ban đầu, cô ký hiệu là quần thể 1. Ví dụ như hình ảnh đây cô lấy ví dụ như là quần thể cò. Thì bước thứ nhất trong cái quá trình hình thành quần thể diễn ra hai giai đoạn thì giai đoạn thứ nhất đó là một số cá thể ở trong cái quần thể ban đầu này phát tán đến phát tán đến một cái môi trường sống mới. Và ở cái môi trường sống mới thì nó xảy ra hai khả năng tương tự như cái quá trình hình thành quần thể thích nghi mà các em đã học ở trong phần tiến hóa thì những cá thể trong này có thể có những cá thể thích nghi với cái môi trường sống mới này thì nó tồn tại và sinh sản ưu thế. Thế còn có những cá thể mà không thích nghi được buộc nó phải bị đào thải và đào thải đây các em hiểu có thể là hoặc nó chết hoặc là nó phải di cư đến một cái môi trường khác phù hợp hơn với nó. Và cái quá trình này nó đây là giai đoạn thứ hai và cái quá trình này diễn ra trong một thời gian nhất định thì lúc này ở trong cái môi trường sống mới này chỉ gồm những cá thể mà thích nghi với môi trường và lúc này quần thể chính thức được hình thành. Như vậy từ một cái quần thể ban đầu đó là quần thể 1 đã hình thành thêm một quần thể mới đó là quần thể số 2. Như vậy ở đây Kem lưu ý, quần thể không phải là sự tập hợp ngẫu nhiên của các cá thể mà nó là quá trình quần tụ thích nghi của các cá thể thuộc cùng một loài trong một cái môi trường xác định và như vậy để hình thành cái quần thể mới này thì quan trọng là nó phải hình thành mối quan hệ với nhau và với môi trường để thích nghi với nhau và thích nghi với môi trường vậy thì giữa các cá thể ở trong quần thể này nó quan hệ với nhau như thế nào thì chúng ta sẽ tìm hiểu sang phần hai la mã quan hệ giữa các cá thể trong quần thể để tìm hiểu về cái quan hệ giữa các cá thể trong quần thể thì kem sẽ cùng theo dõi 6 ví dụ sau và kem sẽ phân chúng ra thành các nhóm phân loại khác nhau ví dụ thứ nhất đây là hình ảnh của những con chó rừng cùng phối hợp với nhau để săn một con mồi lớn hơn đó là con trâu rừng. Ví dụ thứ hai, đây là hình ảnh của hai con khỉ đầu chó đực đang tranh giành với nhau về bạn tình. Ví dụ thứ ba, đây là quần tụ của các cây tre mọc liền nhau có khả năng tránh được lũ lụt, gió bão, thậm chí là chặn được uh, lũ lụt giống như là ví dụ như là rừng đầu nguồn. Ví dụ thứ tư, là hình ảnh hai con đại bàng đang tranh giành với nhau về nguồn thức ăn. Hình ảnh thứ năm là cả đàn châu rừng hợp sức với nhau để xua đuổi cái kẻ săn mồi rất dũng mãnh đó là sư tử. Và ví dụ thứ sáu đó là hình ảnh hai con hổ đang tranh giành nhau về lãnh thổ. Chúng ta sẽ phân loại chúng ra thành các cái nhóm phân loại khác nhau. Để phân loại được thì quan trọng là các em phải đưa ra một cái tiêu chí để phân loại. Và mỗi một cái mỗi một cách mà cho đưa tiêu chí khác nhau thì chúng ta có một cách phân loại khác nhau và trong chương trình thì cô giới thiệu với các em đó là căn cứ vào đưa vào cái căn cứ vào cái tiêu chí là cái quan hệ giữa các cá thể này là hợp tác với nhau hay là cạnh tranh với nhau thì chia ra thành hai mối quan hệ đó là quan hệ hỗ trợ và quan hệ cạnh tranh. Và các em theo dõi cô điều chỉnh lại cái vị trí để thấy rõ được cái hai cái mối quan hệ này. như ở trên hình ảnh thì cô sắp xếp lại thì ba cái hình ở phía trên đó là các con chó rừng phối hợp với nhau để săn được kẻ thù của, săn được con mồi có kích thước lớn hơn thứ hai là đàn châu rừng phối hợp với nhau để đẻ đuổi được kẻ thù đó là con sư tử và thứ ba đó là các cây tre quần tụ các cây tre có thể chống được gió bão lũ lụt thì ba cái mối quan hệ ba cái ví dụ này đây là tự chức, đây là ba ví dụ về mối quan hệ hỗ trợ ở phía dưới thì hình ảnh tiếp theo ví dụ dưới là hai con đại bàng đang tranh giành nhau nguồn thức ăn hoặc hai con khỉ đầu chó đực đang tranh giành bạn tình hoặc hai con sự, hai con hổ đang tranh giành nhau về lãnh thổ thì ba ví dụ phía dưới này là ví dụ cho cái mối quan hệ cạnh tranh. Và để phân biệt rõ hơn về mối quan hệ hỗ trợ và mối quan hệ cạnh tranh thì các em cùng hoàn thiện bảng tiếp theo cho cô. Ở đây chúng ta phân biệt quan hệ hỗ trợ và quan hệ cạnh tranh về ba tiêu chí chính. Thứ nhất đó là về thứ nhất là chúng ta phải lấy được ví dụ, thứ hai là về biểu hiện và thứ ba là về ý nghĩa sinh thái. Ngoài ra thì còn có một số tiêu chí khác nữa thì sau khi học xong cái buổi hôm nay thì các em có thể bổ sung thêm cho cô một số tiêu chí nữa để phân biệt. Thế về ví dụ về quan hệ hỗ trợ thì cô lấy một cái ví dụ khác với những ví dụ vừa cô đã đề cập đó là hiện tượng liền rẽ ở cây thông nhựa. Khi mà hai cây thông nhựa mà đứng gần nhau thì rễ của nó nối liên thông với nhau. Và khi mà nối liên thông với nhau như này thì cái khả năng chống chịu với điều kiện hạn hán cũng như những điều kiện bất lợi của nó tốt hơn là so với những cây sống đơn độc một mình. Và giả như trong một trong hai cây này bị chặt ở phía trên thì cái khả năng mà cái cây mà bị chặt ở cái phần phía trên mặt đất này khả năng tái sinh chồi của nó dễ hơn và nhanh hơn so với những cây mọc riêng lẻ một mình. Thì đây là một cái ví dụ để thấy được cái mối quan hệ hỗ trợ giữa các cá thể trong quần thể. Chúng ta quay về cái ví dụ về quan hệ cạnh tranh như hiện tượng tự tỉa thưa ở thực vật. Các em cùng quan sát này. Đây là cái quần thể những cái cây thông mà khi nó còn nhỏ thì mật độ của nó rất dày, nhưng chỉ hơn chục năm sau các em quay trở lại, mặc dù không có sự tác động của con người, nhưng mà cái số lượng cây nó bị giảm đi, nó thưa hơn tại sao có hiện tượng như thế và nguyên nhân của nó là gì thì giải thích cho câu trả lời này đó là khi mà nó còn nhỏ thì cái nhu cầu dinh dưỡng của nó thấp thì chúng như, quan hệ hỗ trợ với nhau để cùng phát triển thế nhưng khi mà nó lớn dần lên qua năm tháng thì cái nguồn cái nhu cầu dinh dưỡng của nó nhu cầu về ánh sáng của nó lớn dần lên và lúc bấy giờ cái nguồn sống không đủ cung cấp cho tất cả những cá thể trong quần thể buộc chúng xảy ra cái mối quan hệ cạnh tranh với nhau. Và trong quá trình cạnh tranh đấy, những cá thể nào mà thắng, mà mạnh thì những cá thể cá thể nào mà thích nghi thì cá thể đó tồn tại. Còn những cá thể nào mà không thích nghi thì buộc nó bị đào thải. Và như vậy thì cái hiện tượng như vậy người ta gọi đó là hiện tượng tự tỉa thưa ở thực vật. Và đây là một ví dụ để thấy được cái mối quan hệ cạnh tranh giữa các cá thể trong một quần thể như vậy từ cái ví dụ này các em sẽ xác định được cái biểu hiện của cái quan hệ hỗ trợ này được biểu hiện ở trên những khía cạnh nào thì cái khía cạnh thứ nhất là chúng hỗ trợ nhau trong việc tìm kiếm thức ăn các em cùng quan sát một số hình ảnh đây là hình ảnh bồ nông xếp thành hàng thì bắt được nhiều cá hơn soi bồ nông đi ăn riêng lẻ một mình hoặc ví dụ như đây là đàn ninh cẩu đang hỗ trợ nhau ở trong đàn nhờ đó mà ăn thịt được trâu rừng có kích thước lớn hơn. Và ngoài cái việc mà nó hỗ trợ nhau trong việc mà kiếm ăn như này thì nó còn hỗ trợ nhau trong việc chống chọi với kẻ thù cũng như điều kiện bất lợi của môi trường. Hỗ trợ nhau trong chống chọi với điều kiện cũng bất lợi của môi trường hoặc là kẻ thù. Ví dụ như trong cái trường hợp trong cái hình ảnh ở trên này đó là những con trâu rừng phối hợp với nhau để xua đuổi được kẻ thù, kẻ săn mồi rất là dũng mãnh đó là sư tử. Hoặc ví dụ vào những cái thời điểm mà lạnh giá thì những con chim cánh cụt đứng sát niền với nhau, đứng gần niền với nhau và nhờ, nhờ cái nhiệt độ thân nhiệt của con này sửa ấm cho con kia thì chúng có khả năng chống chịu với cái điều kiện giá lạnh của môi trường tốt hơn và vì vậy khả năng sống sót của nó cao hơn so với những con chim cánh cụt mà đứng riêng lẻ một mình. Thì đây là thể hiện cái mối quan hệ hỗ trợ giữa các cá thể trong quần thể. Và đặc biệt đó là trong cái quan hệ ở giữa các cá thể trong quần thể thì quan hệ rất quan trọng đó là chúng còn hỗ trợ nhau trong các hoạt động sinh sản và nhờ đó mới tạo ra những thế hệ mới duy trì cái sự phát triển liên tục của loài và cái đặc điểm này kem phải chú ý để sau này cho phân biệt cái mối quan hệ giữa các cá thể ở trong quần xã sinh vật mà một vài bài sau chúng ta sẽ học đến vậy thì từ những cái biểu hiện từ những cái biểu hiện của các cái quan hệ giữa các cá thể quan hệ hỗ trợ của các cá thể trong quần thể này có ý nghĩa sinh thái gì đối với quần thể thì ý nghĩa thứ nhất giúp quần thể khai thác tối đa được nguồn sống và từ cái việc khai thác tối đa nguồn sống thì giúp chúng tăng khả năng sống sót và khả năng sinh sản và từ đó suy ra là nó giúp cho quần thể thích nghi hơn với môi trường và nhờ đó quần thể được duy trì ổn định. Chúng ta tiếp tục sang cái quan hệ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể thì cái biểu hiện của quan hệ cạnh tranh này có thể ở thể hiện ở các khía cạnh thứ nhất là chúng tranh giành với nhau về nguồn thức ăn trong hình ảnh đây là hai con đại bàng đang tranh giành nhau nguồn thức ăn tương tự đây là hai con cò đang tranh giành với nhau về nguồn thức ăn và hình ảnh tiếp theo đây là hai con gấu cũng đang tranh giành với nhau về nguồn thức ăn chúng không những tranh giành nhau về nguồn thức ăn chúng còn có thể tranh giành nhau về nơi ở ví dụ ở trong hình ảnh này đó là hai con chim đang tranh nhau ở cái nơi làm tổ hoặc ở hình bên cạnh này đó là hai con hổ đang diễn ra một trận chiến quyết liệt để tranh giành lãnh thổ và tương tự ở dưới hai con voi đang tranh giành nhau về lãnh thổ và ngoài ra thì chúng còn ở động vật thì còn có hiện tượng đó là chúng còn tranh giành với nhau về bạn tình và thông qua những cái quan hệ cạnh tranh này thì nó thể hiện cái mối quan hệ có cái ý nghĩa sinh thái như thế nào đối với quần thể thì từ cái việc mà khi cái mật độ quan hệ cạnh tranh nó thể hiện rất rõ khi mật độ quần thể quá cao và lúc đấy nguồn sống không đủ cung cấp cho tất cả các cá thể trong quần thể như vậy chúng cạnh tranh với nhau và trong quá trình cạnh tranh đó thì những cá thể mà thích nghi hơn thì tồn tại và phát triển còn những cá thể mà kém thích nghi hơn thì bị đào thải như vậy nó sẽ giảm cái số lượng cá thể ở trong quần thể khi mật độ quần thể quá cao và từ đó nó điều chỉnh được cái từ đó nó điều chỉnh được cái số lượng và sự phân bố các cá thể trong quần thể từ đó nó đảm bảo cho sự phát triển cho sự tồn tại và phát triển của quần thể thế thì đây cái quan hệ cạnh tranh đó là một cái đặc điểm thích nghi của quần thể vì nhờ cái quan hệ cạnh tranh thì trong đó những cá thể nào thích nghi thì được giữ lại cá thể nào mà không thích nghi được thì sẽ dần bị đào thải khỏi quần thể và nhờ đó quần thể phát triển và tiến hóa như vậy sau khi học xong cái phần này thì các em phải chú ý cho cô hai chú ý chú ý thứ nhất quần thể là tập hợp những cá thể thuộc cùng một loài cho nên mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể đó là mối quan hệ thuộc cùng một loài để kem phân biệt với các quan hệ giữa các cá thể ở trong quần xã sinh vật chú ý thứ hai đó là trong quần thể thì gồm có quan hệ hỗ trợ và quan hệ cạnh tranh thì trong đó thì quan hệ hỗ trợ là quan hệ phổ biến ở trong quần thể còn quan hệ cạnh tranh xuất hiện thường xuất hiện khi mà mật độ quần thể cao. Trên là toàn trên đây là toàn bộ cái nội dung lý thuyết ở bài 36 và tiếp theo thì các em sẽ trả lời cho cô một số câu hỏi để ôn luyện lại kiến thức ở trong bài. Chúng ta cùng tìm hiểu vào câu hỏi số 1. Câu hỏi 1. Tập hợp sinh vật nào sau đây là quần thể sinh vật? A. Tập hợp các con cá trong hồ bán nguyệt. B. Tập hợp các cây táo đỏ mới nhập về Hưng Yên c. tập hợp các con cá giết trong chậu cá bán ở ngoài chợ d. tập hợp các cây nhãn hương chi ở hồng lam thành phố hương yên chúng ta cùng tìm hiểu từng đáp án a. tập hợp các con cá ở trong hồ bán nguyệt đây không phải là quần thể bởi vì những con những con cá thì có thuộc nhiều loài khác nhau như vậy nó vi phạm cái điều kiện đầu tiên của quần thể cho nên phương án a này là không đúng B, tổ hợp các cây táo đỏ mới nhập về và trồng ở Hưng Yên thì phương án B này cũng không đúng, không phải là quần thể. Ở cái phương án B này cô muốn nhấn mạnh các em về quá trình hình thành quần thể. Quần thể khi mới khi cái quần thể những cây táo này mới nhập về Hưng Yên thì lúc này nó chỉ mới chỉ ở cái giai đoạn đầu của quá trình hình thành quần thể và nó phải trải qua thời gian và trong đó thì những cá thể nào thích nghi thì mới phát triển và còn những cá thể nào không thích nghi thì bị đào thải và phải qua thời gian để khẳng định rằng những cái cá thể có tồn tại được thích nghi được cái môi trường thì lúc đấy nó mới hình thành quần thể. Cho nên khi mới nhập về thì nó chưa phải là một quần thể. Phương án C, hợp các con cá giết ở trong chậu cá bán ở ngoài chợ thì cái phương án C này cũng không phải là quần thể. Bởi vì trong cái điều kiện ở cái chậu bán cá ở ngoài chợ thì những con cá này không thể thích nghi được cái môi trường ở trong đó. Vì vậy nó không có khả năng sinh sản để duy trì nội giống qua các thế hệ. Và như vậy đáp án đúng đó là đáp án D. Tập hợp các cây nhãn hương chi ở Hồng Lam, thành phố Hưng Yên. Các em đến với câu hỏi số 2. Điều nào sau đây không đúng với quan hệ hỗ trợ trong quần thể? A. Đảm bảo các cá thể thích nghi tốt với điều kiện của môi trường. B. Làm cho số lượng cá thể của quần thể bị giảm xuống. C. Khai thác nguồn sống trong môi trường được hiệu quả hơn. D đảm bảo cho các cá thể trong quần thể sinh sản hiệu quả. Như vậy phương án đúng ở trong này, chúng ta chọn chúng ta trong các cái phương án này thì phương án A, C và D là đúng, còn phương án B này là không đúng. Và như vậy, chúng ta phải chọn cái phương án không đúng thì đáp án chúng ta phải chọn là đáp án B. Cái quan hệ hỗ trợ nó làm tăng cái số lượng cá thể trong quần thể, còn khi mà làm tăng làm cho cái số lượng cá thể trong quần thể bị giảm xuống thì đây là kết quả của quan hệ cạnh tranh. Chúng ta đến với câu hỏi số 3. Câu hỏi số 3 có trong đề thi đại học năm 2010. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể sinh vật trong tự nhiên? A. À, thì trong này các em sẽ chú ý theo dõi để làm cùng với cô. A. À, cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể không xảy ra, do đó không ảnh hưởng đến số lượng và sự phân bố cá thể trong quần thể. Phương án A này là sai. Cái quan hệ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể nó có xảy ra. Trên đáp án A này là sai. B. Này, khi mật độ cá thể của quần thể vượt quá sức chịu đựng của môi trường, các cá thể cạnh tranh với nhau làm tăng khả năng sinh sản. Phương án B này là sai bởi vì khi nó cạnh tranh thì nó sẽ làm giảm khả năng sinh sản chứ không phải làm tăng. Trên đáp án B này là sai. Cái phương án C Cạnh tranh là đặc điểm thích nghi của quần thể, nhờ có cạnh tranh mà số lượng và sự phân bố các cá thể trong quần thể duy trì ở mức độ phù hợp, đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của quần thể. Phương án C này là đúng. Chúng ta tìm hiểu tiếp cái phương án D, cạnh tranh cùng loài, ăn thịt đồng loại giữa các cá thể trong quần thể là những trường hợp phổ biến và có thể dẫn đến tiêu diệt loài. Đáp án D này cũng sai. Như vậy đáp án đúng ở trong câu 3 chúng ta cần phải chọn được đó là đáp án C. Chúng ta đến với câu hỏi thứ tư. Câu 4. Có trong đề thi trung học phổ thông quốc gia năm 2014. Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng về quan hệ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể sinh vật? Câu đối với câu hỏi này kem theo dõi và làm cùng với cô. Phát biểu 1. Khi quan hệ cạnh tranh gay gắt thì các cá thể cạnh tranh yếu có thể bị đào thải khỏi quần thể. Phát biểu này là đúng, Phát biểu 2, quan hệ cạnh tranh xảy ra khi mật độ cá thể của quần thể tăng lên quá cao, nguồn sống của môi trường không đủ cung cấp cho mọi cá thể trong quần thể. Phương án này là đúng. Phát biểu 3. Quan hệ cạnh tranh giúp duy trì số lượng cá thể của quần thể ở mức độ phù hợp, đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của quần thể. Phát biểu 3 này là đúng. Phát biểu 4. Quan hệ cạnh tranh làm tăng kích thước của quần thể. Phát biểu này là sai quan hệ cạnh tranh làm giảm kích thước có thể làm giảm kích thước của quần thể chứ không làm tăng kích thước của quần thể. Như vậy là chỉ có phát biểu 1, 2 và 3 là đúng. Như vậy chúng ta chọn được phương án C có 3 phát biểu đúng. Tiếp theo kem vận dụng kiến thức đã học ở trong bài để trả lời cho cô những câu hỏi liên hệ thực tiễn. Chúng ta đến với câu hỏi số 5. Tại sao trong chăn nuôi trồng trọt cần tính toán nuôi trồng với mật độ phù hợp? ở câu hỏi này cô gợi ý cho các em chúng ta ý thứ nhất chúng ta trả lời đó là khi mà mật độ cho ta nuôi hoặc là trồng với mật độ thấp thì như vậy chúng ta chưa khai thác hết được cái tiềm năng của môi trường vì vậy hiệu quả kinh tế chưa cao nhưng nếu như chúng ta nuôi hoặc là trồng với mật độ cao hoặc là quá cao thì lúc này cái quan hệ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể diễn ra mạnh và chúng sẽ tranh giành nhau về nguồn thức ăn về nơi ở và lúc này dẫn đến là nó ảnh hưởng đến cái sự sinh trưởng phát triển và sinh sản của các cá thể trong quần thể và dẫn đến cái hiệu quả kinh tế của người chăn nuôi trồng trọt sẽ bị giảm thấp. Chúng ta đến với câu hỏi số 6. Tại sao chúng ta cần phải bảo vệ động vật quý hiếm? Ở trên hình ảnh đây là một số động vật quý hiếm và trong đó có nhiều loài được ghi vào trong sách đỏ của Việt Nam thì có mặt ở tỉnh Hưng Yên của chúng ta. Đối với cái câu hỏi này thì cô gợi ý các em trả lời đó là đã là động vật quý hiếm, từ quý hiếm này thì chính tỏ là cái số lượng cá thể trong quần thể của nó rất ít và khi số lượng cá thể trong quần thể ít thì mối quan hệ hỗ trợ giữa cá cá thể và đặc biệt đó là hỗ trợ nhau trong quá trình sinh sản sẽ bị giảm và đây là một trong những nguyên nhân chính đẩy chúng đến bên bờ của diệt vong, của diệt chủng Vậy thì chúng ta phải trả lời câu hỏi là tiếp theo là chúng ta phải bảo vệ sinh vật quý hiếm bằng cách nào nhất là khi chúng ta đang là học sinh thì cô gợi ý chúng ta một số cái biện pháp biện pháp thứ nhất là chúng ta phải tìm hiểu được cái nguyên nhân mà dẫn đến các cái loài này bị đẩy vào cái bên bờ của diệm chủng đó chính là cái môi trường sống của chúng đang bị ô nhiễm trầm trọng và như vậy thì chúng ta biết được cái nguyên nhân ấy thì ngay từ bây giờ chúng ta hãy góp phần cái sức nhỏ của mình để chung tay với mọi người cùng bảo vệ môi trường sống của sinh vật và cũng là bảo vệ cái môi trường sống của chúng ta. Biện pháp thứ hai đó là chúng ta nói không với các thực phẩm và các sản phẩm có nguồn gốc từ các sinh vật quý hiếm. Ví dụ như nói không với thịt thú rừng hoang, hoang dã hoặc là quý hiếm. Và thứ hai là chúng ta không sử dụng các sản phẩm từ những cái sinh vật quý hiếm. Ví dụ như là nhung hươu, mật gấu hoặc là ngà voi bởi vì khi chúng ta sử dụng những cái thực phẩm hoặc những cái sản phẩm này là chúng ta tiếp tay cho những cái hành vi săn bắn khai thác những động vật quý hiếm động vật được ghi vào trong sách đỏ và như vậy chúng ta đã đẩy chúng đẩy những cái sinh vật này vào đến cái bờ của diệt trùng như vậy thì chúng ta và cái biện pháp thứ ba đó là chúng ta bằng cái hiểu biết của các em thì chúng ta sẽ chia sẻ lan tỏa đến với mọi người để mọi người cùng chung tay bảo vệ môi trường sống bảo vệ động vật hoang dã và trên đây chỉ là ba cái gợi ý của cô thôi của các em về nhà chúng ta sẽ tìm hiểu thêm còn rất là nhiều những biện pháp khác nữa và như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong cái nội dung ở phần này công việc về nhà của các em thì chúng ta sẽ làm cho cô hai nhiệm vụ sau nhiệm vụ thứ nhất đó là chúng ta học bài và trả lời cho cô các câu hỏi có trong sách giáo khoa và trong vở và nhiệm vụ thứ hai là liên hệ với quần thể người thì kem tìm cho cô hai ví dụ quan hệ hỗ trợ và hai ví dụ về quan hệ cạnh tranh lành mạnh trong quần thể người và quan trọng là các em phân tích được cái ý nghĩa của mối quan hệ đó đối với sự phát triển của xã hội của chúng ta trên đây là toàn bộ cái nội dung của bài học hôm nay nếu như còn có bất cứ cái vướng mắc gì thì các em có thể liên hệ trực tiếp với các thầy cô giáo dạy sinh học ở trường của các em để được hỗ trợ và tư vấn cô chúc tất cả các em học tốt và đạt được kết quả cao trong kỳ thi sắp tới cô chào tạm biệt các em